thay thế cho Ake người gặp phải chấn thương. Phía trên là bộ ba tiền vệ Ilkay Gundogan, Rodri và Kevin De Bruyne. Gundogan, Jack Grealish, De Bruyne. Kevin De Bruyne cho rằng bóng đã chạm tay một. Thêm một pha bóng rất quý hiếm. Kevin De Bruyne đã ngã nhưng trọng tài không cho rằng đó là penalty. Đây là pha bóng mà Ramsdale đã xử lý chưa thực sự gọn gàng. Thomas Partey có vẻ như đã phạm lỗi. Một nỗ lực lao vào che chắn bóng của Thomas Partey và Kevin De Bruyne đã đá thẳng vào chân của tiền vệ người Ghana. Đó là quyết định mà trọng tài Mark Oliver thổi phạt với cầu thủ người Bỉ. Người và hai lần là trước câu lạc bộ Chelsea. Xử lý rất tốt. Kevin De Bruyne. De Bruyne, De Bruyne. Đó lại là một khoảnh khắc thiên tài của một trong những cầu thủ hay nhất ngoại hạng Anh trong thập kỷ vừa qua. Cả hai huấn luyện viên đều có những phản ứng khác nhau, nhưng phản ứng trái chiều thể hiện rõ trên khán đài. Jesus đang thúc giục các đồng đội của mình cần phải sóc lại tinh thần, nhưng không thể dành những lời ngợi khen thực sự cho tài năng của Kevin De Bruyne. Man City đã chuẩn bị rất kỹ cho những tình huống pressing của Arsenal ở bên phần sân của mình. Một đường bóng dài lên phía trên, Haaland làm tường và Kevin De Bruyne đã hành ngang hàng thủ của Arsenal trong pha bóng này. Bằng tốc độ, bằng bước chạy và bằng một pha dứt điểm rất lạnh lùng vào góc gần. Và đó là một tình huống mà Man City đã chơi bóng dài trước Arsenal. Ở trong trận đấu lượt đi thì đó là trận đấu mà Man City có tỷ lệ chuyền bóng dài cao nhất. Và ngày hôm nay họ cũng đã đánh bại Arsenal từ một pha bóng như vậy. Sự lạnh lùng của Pep Guardiola, ông đã sẵn sàng tâm thế ở trận đấu này. Có khả năng ngược dòng ấn tượng nhất ở Premier League. Trong 9 trận đấu mà họ bị thủng lưới trước, tính đến trước trận đấu này thì các pháo thủ đã giành chiến thắng 5 trận. Một lần nữa chúng ta được xem lại khoảnh khắc Kevin De Bruyne, Erling Haaland. Hơi năng nổ. Và xử lý không tốt. Kevin De Bruyne đá cặp với Rodri ở khu vực giữa sân. Mà đến lúc này Gundogan, Akanji, Bernard. Đó là lúc mà các cầu thủ áo đỏ bắt đầu gia tăng áp lực, thể hiện khả năng thoát pressing của mình. Rob Holding đã bị qua mặt và anh buộc phải phạm lỗi với De Bruyne. Rất dễ để bị vượt qua. Đấy là những gì mà chúng ta được chứng kiến về Rob Holding trong nhiều trận đấu gần đây. Ở bàn thua thì Rob Holding cũng không có. John Stones là cầu thủ có tỷ lệ chuyền bóng chính xác tốt. Man City đã quay bắt và khiến cho tình huống ném biên lại tiếp tục cố gắng gây sức ép bên phần sân của Man City. Nhưng đây lại là cơ hội mà Haaland mở ra cho Kevin De Bruyne. Vẫn là Kevin De Bruyne. Không vào. Có lẽ đây là cái cách mà Pep Guardiola dành sự bất ngờ cho Arsenal. Erling Haaland đang là chim mồi và đang là người tạo ra những đường kiến tạo cho Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. De Bruyne chờ đợi một lần di chuyển. Diaz. Gundogan. Một cầu thủ có tầm vóc ở Premier League trong một mùa giải cũng có những đường chuyền học. Nhưng điều quan mỗi lần
tiền đạo người Na Uy hay Kevin De Bruyne tăng tốc. De Bruyne. Quả đá phạt này là Bernardo Silva và De Bruyne. Một quả treo bóng rất nguy hiểm và tỷ số là 2-0. Pha dàn xếp đá phạt rất đơn giản của Man City. Hàng thủ của Arsenal đã chủ động dâng cao và đẩy John Stones vào thế việt vị. Hai lần bóng đều không đi trúng đích. Lại là một đường lên bóng rất nguy hiểm. Cú vung chân của Kevin De Bruyne. Đó là một pha sút hụt bóng của tiền vệ người Bỉ. Không hề có lỗi của Gabriel với Kevin De Bruyne. Ít nhất thì đó là pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của Arsenal trong trận này. Nhưng đây là đợt lên bóng của các cầu thủ áo xanh. Pha chọc khe của De Bruyne. Băng ra. Phương án cuối cùng của Jesus lại là một đường chuyền hỏng. Kevin De Bruyne. Đường chuyền cầu thả của Odegaard. Phản công cho Man City. Holland. Kevin De Bruyne. De Bruyne. Ngay thi đấu tuyệt hảo của Kevin De Bruyne. Ngày hôm nay có vẻ như Kevin De Bruyne và Erling Haaland đã hoán đổi con người cho nhau. Bên ngoài có thể là Haaland nhưng bên trong lại là Kevin De Bruyne. Haaland đang kiến tạo hai lần cho Kevin De Bruyne lập công. Noah Gallagher, một fan cuồng của câu lạc bộ Man City đang có mặt trên khán đài và ăn mừng không ngớt. Xuất phát từ sai lầm ở khu vực giữa sân với đường chuyền non của Odegaard. Quá đơn giản khi mà bộ đôi của Man City ngày hôm nay đã thực sự là bắt nhịp với nhau trong từng hơi thở. Rất đơn giản và gọn gàng. Haaland có thể mất rất nhiều sức trong những tình huống dứt điểm nhưng không đánh bại được Aaron Ramsdale. Còn với Kevin De Bruyne thì khác hẳn. Sút một quả bóng qua hai chân của tinh thần của các cầu thủ Arsenal đang gặp vấn đề. Họ Magalhaes. Lại là một đường chuyền sai nguy hiểm bên phía Man City. Ngày hôm nay Kevin De Bruyne đang sắm vai sát thủ của Man City. Và trận đấu này thì vẫn còn của những cá nhân Man City nhỉnh hơn so với Arsenal. Và sự thay đổi người đến từ Liverpool Pep Guardiola, Kevin De Bruyne sẽ rời sân. Một trận đấu tuyệt hay của Kevin De Bruyne. Một cú đúp bàn thắng và một đường kiến tạo quá mỹ mãn. Thậm chí là Pep Guardiola phải ôm đầu với ánh mắt không thể tin nổi những gì mà các học trò của mình và đặc biệt là Kevin De Bruyne đã làm ở trong trận đấu ngày hôm nay. Người thay đổi trận đấu này.